Một tuần mới xin chào lại các bạn. Thì tuần này chúng ta sẽ nói về vấn đề bên China. China nguy cơ kinh tế sụp đổ trong những ngày tháng tới, khoảng 2-3 tuần lễ nữa thôi. Thì chúng ta sẽ thấy những cái sự biến chuyển khá là lớn ở bên tàu. Nhưng mà tại sao lại có xảy ra những vấn đề đó? Thì chúng ta vô clip luôn. Cách đây khoảng vài tháng thì mình có đi về một lần mà mình nói vấn đề với các bạn, và vấn đề là cái một nơi, một cái công ty rất là lớn bên tàu về vấn đề xây dựng nhà cửa, chung cư, khách sạn này kia. Công ty đó tên là Evergrande Group, mình để trên cái logo để cho các bạn thấy. Thì cái công ty này thì cái liability của họ là cái nợ nần của họ là trong bình khoảng là liability là những cái nợ nần. Đúng rồi, thì khoảng là 300 tỷ, khoảng 300 tỷ. Thì nếu các bạn nhìn lên màn hình thì các bạn thấy khoảng cách đây 5 năm thì cái công ty này, một cái share của họ cách đây 5 năm có thể tới là gì? Có thể tới tới 4 đồng một share. 4 đô một share, có nghĩa là 4 đô một khẩu phần. Thì cho tới ngày hôm nay thì cái một share của họ thì còn về có 13 cent. Để cho các bạn dễ hiểu, cách đây 5 năm thì cái công ty này nó giá trị nó khoảng là gì? Cứ khoảng là 400 đô. Thì ngày hôm nay nó chỉ còn là gì? Chỉ còn có 13 đô. Cách đây khoảng 5 năm cái công ty này giá trị của nó là khoảng gì? 400 đô. Thì ngày hôm nay nó trở thành gì? 13 đô. Tại sao mình nói về cho nó dễ tính không thôi, mình nói 4 đô thì 13 cent, tại vì nhiều khi các bạn ở Việt Nam nghe không hiểu. Tại vì 1 đô bằng giá trị là 100 cent. Thì nếu là 4 đô nghĩa là 400 cent mà giờ chỉ còn 13 cent, thì mình lấy cái ratio là cái cân bằng là giống như 413 đồng thì nguy trang vậy thôi. Nhưng mà tại sao cái công ty này nó xuống một cách khủng khiếp như vậy? Thì nếu các bạn mà coi qua những ngày tháng vừa rồi thì bên tàu có vấn đề xảy ra là vấn đề xây nhà một cách bừa bãi trong một thời gian khá dài. Và khi đại dịch xảy ra thì làm cho những người không xây nhà xây cửa và những người đòi nợ không được, và rất nhiều người bên ngoài kia bên tàu họ đã đổ tới cái công ty này và lấy nợ. Nhưng mà cái này chỉ là một trong những cái gọi là một trong những công ty, trong rất nhiều những công ty đang bị vấn đề bên tàu xảy ra. Nhưng mà tại sao những vấn đề này nó lại khủng khiếp đến vậy, nó có thể làm kinh tế nước tàu trong những ngày tới nó có thể suy chuyển với một cách rất là mạnh mẽ như vậy? Thì nếu vậy thì chúng ta phải hiểu toàn diện của bên tàu. Người tàu đó thì họ cái tổng tiền của đất nước tàu họ bỏ vào á là khoảng hết là 1/3, khoảng 30% tổng cái số tiền của trong nước tàu. Họ dồn rất nhiều về vấn đề xây dựng nhà cửa. Mà khi họ về dồn vào vấn đề xây dựng nhà cửa thì chỉ cần có những cái sự mà làm ăn không có chính xác trong vòng một khoảng thời gian thì nó sinh ra những cái nợ nần, mà những nợ nần sẽ đòi không được. Để cho chúng ta dễ hiểu tại sao những chuyện đó sẽ xảy ra luôn. Trong những ngày tháng tới thì giờ các bạn tưởng tượng mình đi, mình là một cái công ty xây dựng nhà cửa, xây dựng chung cư, những căn chung cư. Thì bây giờ cái công ty mình ra thị trường, mình bán cái khẩu phần và mình thâu được một mớ tiền ở đó vô, thì mình lấy số tiền đó mình đi đấu thầu một mảnh đất. Thì khi mình lấy số tiền đó mình đi đấu thầu một mảnh đất thì mình mua được cái mảnh đất đó. Sau khi mình mua được cái mảnh đất đó, cho giá 1 triệu đồng bạc đi, thì mua được cái mảnh đất đó, sau đó thì mình như gì, mình sẽ ra vẽ ra những cái biến tưởng là mình sẽ xây những cái căn chung cư trên những mảnh đất đó, giống như mình xây khoảng 3-4 căn chung cư, mỗi căn nó cao khoảng mấy trăm, cả mấy chục tầng chẳng hạn. Thì trong những cái căn chung cư, những cái building, những tòa nhà đó, nó có cả mấy trăm cái căn hộ cho người ta có thể ở trong đó. Thì khi chúng ta mới mua cái mảnh đất đó thì mình sẽ cho một cái giá rất hời. Thí dụ như cái căn chung cư giá 100.000 đô mai mốt đi, thì bây giờ trước khi mà mình xây thì mình chỉ bán cái căn chung cư đó thì giá là 50.000 đô. Và khi những người mua vô 50.000 đô đó, họ chỉ cần gì, bỏ cho mình 20.000 đô và thôi. Còn cái 30.000 đô còn lại là họ cái trả hàng tháng, tới khi nào 3 năm sau, 4 năm sau, khi nào họ lấy cái nhà đó thì họ sẽ phải trả hết. Rồi sau đó mình sẽ làm mặt bằng cái mảnh đất đó lại, và cái gì đó mình sẽ chạy những đường ống và mình xây một chút xíu sườn lên, thì mình lại bán cái lần thứ hai thì mình sẽ bán là gì, có thể lên 70.000. Hồi trước những người muốn mua khúc đầu cách đây cả mấy tháng trước thì mình bán là gì, là 50.000. Bây giờ mình bán là gì, 70-80.000 những cái căn về sau. Thì những người về sau họ thấy bảo ồ, nếu mua mà những người trước được lợi vậy, bởi mua được sau thì lợi vậy, họ lại nhào vô họ mua nữa. Khi họ mua những cái căn này thì mình là gì, là mình lại xây cho họ lên một chút xíu nữa. Sau nhưng mà khi xây đó thì mình dừng lại, thì nghĩa là gì, thì mình sẽ lấy cái vốn của những người đi trước, cái người 50.000 đằng trước, lấy cái vốn của những người 70.000 đằng sau, và mình lấy những cái vốn đó mình lại gì, mình lại đi qua một mảnh đất khác, và mình lại đi đấu thầu và mua một mảnh đất khác, và cái bản nhạc đó là mình lại làm lại mình lại bán
là mình lại xây lên những cái vấn tưởng, những căn nhà. Và cái đó lý do là sao mà tao nói bên tàu bây giờ đang có một vấn đề là 70-80% là những cái căn hộ chung cư, đúng vậy, khoảng 70-80% những cái căn hộ chung cư khúc về sau đây là những căn hộ chung cư bán trên giấy. Bán trên giấy cái gì, là những người nhà đầu tư họ đầu tư một mảnh đất nào đó, họ mua một mảnh đất nào đó, họ vẽ lên những viễn tưởng, những cái căn nhà, và những cái căn nhà đó họ vẽ lên viễn tưởng thì họ trước khi họ xây họ sẽ bán ra với cái giá rẻ, làm gì, để kêu gọi một cái nguồn vốn. Thì đáng nhẽ họ bán ra giá rẻ nên cái nguồn vốn họ vẫn tiếp tục họ xây, thì lại không, họ lấy cái tiền đó và họ đi qua một mảnh đất khác và họ lại mua tiếp. Thì khi nó cái chuyện nó xảy ra, nó tạo ra bên tàu là vấn đề gì, là có rất nhiều những cái căn chung cư và có những cái tòa, những nơi mà gọi là xây xong mà xây mà unfinished, có nghĩa là xây mà unfinished, có nghĩa là xây mà không xong, nó trở thành những khu phố hoang, trở thành những khu phố hoang. Đó là cái nhất, là cái vấn đề họ lấy tiền này, họ có mua này, nó mua kia và họ unfinished cái project của họ, để ra làm xảy ra là vấn đề là xảy ra những cái thành phố hoang. Và cái tệ nạn ngày thứ hai, cái tệ nạn thứ hai đang xảy ra bên tàu là trong vòng 2-3 năm vừa qua thì bên tàu họ có gì là zero percent, họ muốn là zero covid, có nghĩa là họ muốn đất nước họ là không có covid. Thì khi họ muốn cái đất nước họ không có covid là gì, họ cứ đóng cửa liên tục, họ đóng họ mở, họ đóng họ mở. Thì như các bạn đã biết, khi chúng ta làm ăn kinh doanh thì đâu thể nào chúng ta mở ngày hôm nay ngày mai đóng được, rồi ngày mai lại mở ngày mốt đóng được, ngày mốt mở ngày mai đóng được. Thì trong vòng 2-3 năm vừa qua thì những người mà làm ăn bên tàu, những cái công ty, những công ăn việc làm bên tàu, nó trở thành gì, nó trở thành kiệt quệ, và có rất nhiều người lương của họ gì đã bị giảm sút một cách đáng kể. Vì khi cái lương của họ giảm sút một cách đáng kể thì trong vòng 2 năm vừa qua khi cái đại dịch xảy ra thì có rất nhiều những gì, những cái supply, có nghĩa là những cái đồ buôn bán để mà xây dựng họ đấy, nó bị tăng lên rất là nhiều. Thì như các bạn đã biết, trong vòng 2 năm vừa qua thì mới vừa đây thôi thì xăng bắt đầu nó hạ xuống được chút, nhưng mà những năm tháng vừa qua thì xăng rất là mắc, và những cái vấn đề là chuyên chở hàng hóa từ vùng này qua vùng kia rất là khó khăn, nên nó đội giá lên mọi cái sự xây dựng nó mắc mỏ hơn. Tại vì trước khi vô đại dịch là họ ký cái contract của họ với những người mua nhà dựa trên cái đồng tiền và cái giá trị của căn nhà trước khi đại dịch xảy ra. Nhưng mà khi vô đại dịch thì các bạn đã thấy rồi, mọi nơi trên thế giới inflation đều tăng, đúng không? Ở bên Mỹ thì từ đầu năm đến giờ thì từ năm tới đến năm nay thì các bạn đã thấy rồi, giá nhà đã tăng lên khoảng gì 30-40%. Và bên Mỹ cũng đã xảy ra rất là nhiều vấn đề, đó như là những khu nhà họ xây trước đại dịch với những người mua nhà thì bây giờ họ phải bán với giá cao hơn, và họ đã cancel những cái contract rất là nhiều của những người đã ký contract hồi xưa. Và cũng có rất nhiều người ký contract hồi xưa tới ngày hôm nay gì họ back out. Nhưng mà bên Mỹ nó được một cái đỡ là nó không là rút ruột của anh này mà đi làm cho anh khác. Còn bên tàu nó bị vấn đề là rút ruột của anh này, nó làm cho anh, nó xây ra cho anh khác. Thì nếu các bạn hiểu cái đó thì các bạn nhìn lấy cái màn hình thì bên tàu hồi cách đây vài năm tới ngày hôm nay thì nó xảy ra gọi là cái bon gì, là các bạn nhìn lên màn hình thì các bạn đã biết cái này là người đi sau nuôi người đi trước. Khi mà một cái dự án mà nó cứ phần ra, nhưng mà nó phần ra không phải để gì, để cho nó xây dựng để mà nó đưa nhà cho ta, nhưng mà nó phần ra để nó thâu tiền vô và gì, nó mở ra mãi. Nhưng mà khi nó càng mở ra quá nhanh thì nó cần đồng tiền vô liên tục. Nếu mà đồng tiền không vô liên tục thì chỉ cần một khúc rất là ngắn thì là nguyên một cái sự đó thì nó sụp đổ hết. Đó là bên tàu đang xảy ra vấn đề đó. Thì trong vòng vài tuần lễ nữa thì mọi người bên tàu, có rất nhiều người bên tàu họ đã gì, họ đã quyết định không trả payment nhà nữa. Họ không trả payment nhà nữa nữa là sao? Thí dụ bây giờ anh nói tôi, anh xây cái nhà đó cho tôi, tới thời gian này anh giao cho tôi, nhưng mà tới ngày hôm nay cái nhà đó anh vẫn chưa xây xong, anh vẫn chỉ làm mỗi cái thân nhà thôi, anh chưa có gì vô phòng ốc, anh chưa có cái đường ống vô, anh chưa có những vô, trong khi tôi đã phải đóng cho anh 20-30% cái số tiền cách đây 2-3 năm khi anh hứa tôi anh xây nhà, vì vào mỗi tháng tôi phải trả cho anh, cho tới ngày đáo hạn đó anh phải giao nhà. Nhưng mà cái ngày đáo hạn nó sắp tới rồi, còn mà cái nhà anh chưa xây được, cái nhà anh vẫn chưa xây xong, vẫn chưa xây được, chưa được tức là 50-60%, thì tôi quyết định là tôi sẽ stop cái payment, có nghĩa là tôi sẽ dừng lại, và cái đồng tiền tôi hứa hồi đó tôi trả cho anh hàng tháng. Đó là cái nhất.
Cái hai thì cái nền kinh tế bắt đầu nó kiệt quệ, thì người ta cái đồng tiền vô càng kỹ thì người ta gì, người ta càng để ý với những đồng tiền đã xài, và nhất là những đồng tiền đang xảy ra cái sự hiểm nguy bên kia, là những cái nhà xây ra quá một cách thừa thãi, một cách quá nhiều, mà cái nợ thì càng ngày càng phình to ra của những cái công ty xây dựng đó. Mà cái những cái công ty này có một cách các bạn để ý là những cái công ty xây dựng này đều mượn tiền và những nhà băng bên tàu. Những nhà băng bên tàu thì luôn luôn nó đi chung cái gì, là đi chung với chính phủ của tàu. Đó là cái vấn đề. Mọi những nơi trên thế giới thì chúng ta ngày hôm nay đang gì, đang tăng cái phân lời, thì bên tàu ngày hôm nay đang giảm phân lời. Tại sao bên tàu lại giảm phân lời mà ngày thế giới lại tăng phân lời? Thế giới tăng phân lời để giảm lạm phát, bên tàu tăng phân giảm phân lời để gì, thúc đẩy nền kinh tế. Nền kinh tế của tàu của những ngày tháng vừa qua nó đang sụt xuống, nó gọi là nó không đủ sức tăng trưởng như hồi xưa, nhưng mà để nó để cho nó đủ sức mà nó thể kiềm chế hoặc là nó giữ được những cái hệ thống mà làm ăn một cách gì, à, Việt Nam mình dùng mượn đầu heo nấu cháo đó, có nghĩa là dùng tiền ông này làm việc cho người khác, và cứ vậy mà nó nhân lên, từ ngày người này người nhân lên mượn đầu heo nấu cháo. Nhưng mà để cho được support, có nghĩa là được có thể đẩy vô cái nền kinh tế được, thì liên tục phải có một cái sự tăng trưởng rất là mạnh. Nhưng mà cái tăng trưởng nó chỉ cần khực lại một khúc thôi, nó chỉ cần khực lại một khúc thôi, nó trở thành những cái domino effect, có nghĩa là trở thành gì, chỉ cần một ăn té là ăn cắt, cái hai té ăn cái ba té. Đó là cái người ta đang sợ xảy ra bên tàu trong những ngày tháng tới. Khoảng mình nghĩ chắc khoảng, nếu các bạn để ý thì có thể cho nó khoảng 3 cho tới khoảng 2, khoảng 3 tuần cho tới 1 tháng rưỡi nữa thôi. Có thể 3 tuần cho tới 1 tháng rưỡi, nghĩa là khoảng 3 tuần tới 1 tháng rưỡi, thì chúng ta sẽ thấy cái bộ dịch kinh tế bên tàu nó hiện diện ra một cái sự rõ ràng nào đó hơn. Cái thứ hai nữa mà các bạn để ý nữa là rất nhiều những cái nơi mà họ sản xuất, gọi là những cần sự sản xuất, thì họ đã rời bớt ra bên ngoài tàu. Họ đã rời rớt ba bên ngoài tàu, và một trong những đất nước mà đang được hưởng những đó là đất nước Việt Nam. Đất nước Việt Nam lúc này đây cũng đang được rất nhiều công ty trên thế giới đang hướng qua nhiều hơn vấn đề sản xuất bên Việt Nam, hoặc là những cái đất nước vùng ven ngoài lãnh thổ tàu. Tại vì cả thế giới đó ngày nay ta thấy rõ ràng rồi, anh tàu, anh Liên Xô và anh Ấn Độ, ba anh này có vẻ hướng về nhau về một hướng. Còn Mỹ và châu Âu và những khối khác bên ngoài những cái vùng châu Á đó, thì họ sẽ thấy được cái sự ba anh này rồi, thì họ sẽ dời những công ty hãng xưởng. Nhưng mà tàu thì trong vòng 3, như mình đã nói, vòng 3 cho tới 1 tháng rưỡi nữa, thì các bạn sẽ thấy có thể sẽ xảy ra một cái sự kinh tế mà giống như năm 2008, năm 2009 bên nước Mỹ, là khi mượn nợ một cách loạn đó, khi mà chúng ta mượn nợ một cách quá loạn đi để mà xây dựng hoặc là mua bán hoặc là trao đổi gì đó, cho tới lúc mà cái đồng tiền nó không vô được nữa, khi mà đồng tiền nó chỉ cần khực lại nó không vô được nữa, là một chuỗi là đó nó sẽ đổ. Đó là cái gì người ta đang thấy có thể sẽ xảy ra bên nước tàu trong vòng 3 cho tới 1 tháng rưỡi nữa. Nhưng mà nếu tàu xảy ra có ảnh hưởng tới Mỹ không? Câu trả lời là có. Tại vì tàu thì không nói mà không ảnh hưởng đến Mỹ thì không được. Tại vì tàu ngày hôm nay thì thực sự cái nền kinh tế của họ cũng rất là ảnh hưởng trên thế giới. Và nước Mỹ cũng rất nhiều tiền ở bên nước tàu. Và người tàu cũng có rất nhiều người tiền bên nước Mỹ. Thì khi cái chuyện mà xảy ra về vấn đề nhà cửa, vấn đề bên đấy bên tàu, thì cũng có rất nhiều nguồn tiền họ sẽ rút từ bên Mỹ chạy ngược lại để mà chi phí cho những gì họ đang lỗ lã bên kia chẳng hạn. Hoặc là có những cái đồng tiền bên kia lỗ lã thì họ lại chạy qua đây đầu tư chẳng hạn. Cái đó là cái sẽ sự xảy ra trong những ngày tháng tới. Vì vậy, trong những ngày tháng tới, nếu các bạn nào có thời gian thì để ý chút xíu bên vấn đề nền kinh tế tàu, nó sẽ có thể ảnh hưởng rất là nhiều cho những nền kinh tế khác trên thế giới trong những ngày tháng tới. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn theo dõi clip. Hy vọng cái clip này chia sẻ cho các bạn một chút nào đó về nền kinh tế tàu và những cái gì chúng ta có thể để ý trong những ngày tháng tới. Và ở đâu cũng vậy, thì chúng ta cần phải đi làm, nuôi dưỡng bản thân mình, nuôi dưỡng những người thân yêu của mình, đóng góp xây dựng vào xã hội của mình. Và nếu các bạn có đầu tư, xin đầu tư chứ đừng đầu cơ. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn theo dõi clip.